mập mờ vui lắm nhưng hậu quả của nó thì... Chị nghĩ sao về mối quan hệ mập mờ á? Vui, rất là vui, rất là tuyệt vời luôn. Nó là những cái dung cảm, nó là những cái cảm xúc mà mối tình hai phương cũng không có được và mối tình đơn phương cũng không có được luôn. Mối quan hệ mập mờ là hai người bắt đầu thích nhau đúng không, bắt đầu tìm hiểu nhau đúng không? Thế nhưng mà cái niềm vui đấy nó sẽ chỉ kéo dài cho đến một thời điểm mà khi mà nếu mà hai người yêu nhau luôn thì thôi không nói nhá. Nhưng mà còn nếu không yêu nhau á thì nó chỉ kéo dài đến cái giai đoạn mà một người vẫn còn tình cảm hoặc là tình cảm tăng lên, còn một người thì đéo nữa, hết rồi, chán mập mờ rồi, thế là buồn, thế là quay ra thành tình đơn phương. Đa phần là như thế. Nói chung là mối quan hệ mập mờ rất là vui nhưng mà nó không lâu các bạn ạ. Nói chung là nó là những cái cảm xúc mà khá là thăng hoa và khá là tuyệt vời, nhưng mà nó sẽ chỉ vui đến một cái giai đoạn nào đấy thôi. Khi mà ví dụ hai người đang thích nhau và đang mở, đang tìm hiểu nhau đúng không? Nếu mà thuận lợi thì hai người trở thành người yêu, thế tôi không nói nữa, thế là xong rồi, tuyệt vời 10 điểm thôi đúng không? Thế nhưng mà không thuận lợi, thế mà không thuận lợi thì sao? Thì một đứa chán, đứa kia vẫn còn thích, thế xong rồi. Chứ còn ít trường hợp là hai đứa cùng chán lắm. Mình thấy ít trường hợp là kiểu hai người mà đang tìm hiểu nhau xong cùng chán nhau lắm. Đa phần là một người thích người kia, còn người kia thì kiểu thấy đối phương không được vừa ý mình lắm, thế là rời đi thôi, thế là chán thôi, thế là đứa còn lại thành tình đơn phương, xong. Hết chuyện, vui nhưng lúc không mập mờ nữa thì buồn. Đúng rồi, mà mẹ cái phàm những cái gì mà nó cảm xúc nó càng thăng hoa thì cái lúc nó tụt xuống thì nó lại càng đau khổ ấy. Làm sao để không bị chán ạ? Em cua được ai quen chính thức được 1-2 tuần chán thì phải làm sao á? Thì em phải rèn cái nết của mình thôi. Giống như là nhiều bạn biết được là em rất là lười, em không muốn lười nhưng mà em vẫn lười. Đấy, thì mình phải rèn cái nết mình thôi, chứ mình không thể cứ sống mà cứ thích cái gì là mình làm cái đấy được. Như thế thì chỉ có vào tù thôi đúng không? Mình không thể cứ giờ mình thích cái này, mình muốn cái kia là mình làm hết được. Nhiều lúc là mình là con người thì mình phải có não, mình biết suy nghĩ nữa, mình phải biết làm như thế nào thì nó tốt về lâu về dài, chứ không nên gọi là cứ hứng lên là làm như thế được. Như thế là dễ đi tù lắm nha, không được đâu nha. Đấy, thì ví dụ như là giống cái tình trạng của em, giống mấy bạn lười lười á mà kêu là em không muốn lười đâu nhưng mà em vẫn lười lắm lắm, là để thoát lười được, có cục cưng đấy. Nhưng mà đến lúc lười thì vẫn cứ đến cái lúc chán không muốn làm cái gì thì vẫn lười, thế thì chịu rồi. Bây giờ mình phải có kỷ luật, mình phải nghiêm khắc với bản thân mình chứ, đúng không? Thì bây giờ như em cứ nghĩ đơn giản là những người như em mà cứ tán xong bỏ như thế thì sẽ không bao giờ yêu được, một là sẽ không bao giờ yêu được một mối tình nào nghiêm túc và gọi là gì nhỉ, không thể có một cái mối tình nào nghiêm túc và bền lâu được, không thể có được gọi là không có ai mà thương mình lâu dài chân thành được. Thứ hai là em sẽ không để tán được những người giỏi người đẹp. Tại vì sao? Tại vì là thường thì em tán những người mà kiểu cao nhiều điểm hơn em ấy, ví dụ như là em 8 điểm đúng không, em 7 điểm đúng không, em 7 điểm em muốn, bình thường em sẽ tán những người tầm 7-8 điểm hoặc là thấp hơn thì sẽ rất là dễ tán. Đấy, thì em cứ tán xong em bỏ, như thế là em chỉ đang đi chinh phục thôi, chứ còn em sẽ không thể nào mà tán được một người 10 điểm, tại vì những người như thế sẽ cần thời gian, cần chinh phục khó hơn, cần công sức này kia nữa. Đấy, kiểu vậy. Ế thâm niên đi tư vấn tình cảm, người ta không có ế như bạn nghĩ đâu, người ta chỉ độc thân thôi, nói gì vậy. Bạn biết ế là gì không? Ế là cái tình trạng mà kiểu như là không ai thèm ấy, chứ mình vẫn có người thèm mà, đúng không nghèo? Nghèo thèm không nghèo? Nắng tư vấn tình yêu thì giỏi nhưng mà chị lại không có người yêu á. Tại vì là mình chán mấy cái kiểu yêu đương mập mờ, mấy cái kiểu yêu đương mà phải kiểu như là cứ phải đoán ý nhau, cứ phải kiểu lươn lẹo, cứ phải luồn lách, cứ phải kiểu gì ấy. Nói chung là lằng nhằng lắm, thế mình thấy mọi người yêu lằng nhằng vãi. Mình nghĩ là sau này mình yêu thì sẽ là một cái mối tình đơn giản thôi. Mình với người ta hiểu nhau thế là được rồi. Mình biết mình có gì, người ta có gì, mình biết tình cảm của mình với người ta như thế nào. À, người ta biết tình cảm của mình với người ta như thế nào, mình cũng biết tình cảm của người ta với mình như thế nào. Như thế là được rồi, không có gì mà phải ấy hết. Có cục cưng. Bí thuật để biết crush thích mình không? Chị ơi, em có một thằng bạn, nó 3 giờ sáng lúc nào cũng gọi em dậy học bài, em cũng thích nó vì nó đúng gu em luôn ạ. Nice. Nhưng em thì không biết em với nó có cơ hội không, nó không bao giờ chủ động inbox trước ạ. Thế thì có nên tiến tới hay chỉ giữ mối quan hệ bạn bè? Nó 3 giờ sáng gọi dậy mà lại không chủ động là như nào? Kiểu gì là sao? Em thử hỏi đùa nó xem mà nó có thích em không. Các bạn không biết tại sao các bạn lại phải ngại cái điều đấy, cứ hỏi vấn đề gì đâu. Đâu phải là các bạn phải thích người ta, các bạn mới hỏi câu đấy, các bạn có thể hỏi bình thường được. Trước khi nói câu đùa đấy thì phải có câu chuyện gì đó, nói một hồi thì mới có câu đó bất sượng hơn ấy. Nhưng mà hỏi thẳng câu đó thì nó lại nghĩ mình thích nó trước đó. Do thái độ của mình em ạ, không phải ai cũng có thể nói chuyện theo kiểu hờ hững được đâu. Ví dụ như mình bảo các bạn là đi hỏi người ta xem thích các bạn không ấy, thì ví dụ các bạn nên nói như thế này, kiểu như là các bạn bắt đầu rất là tình huống đúng không, kiểu như là
hỏi như thế nào nhỉ? Kiểu như là thế mày không kiếm người yêu để đi chơi Noel đi à? Xong nó bảo là không, tao chưa có người yêu chẳng hạn. Thì họ bảo là thế là mày yêu tao đi, hay là thế hay là mày làm người yêu tao xong tao dắt mày đi chơi, hay là kiểu như là, tức là mình sẽ cái thái độ của mình á, mặt mình nó phải nó bình thản, nó kiểu nửa đùa nửa thật ấy. Hay là mình hỏi nó là thế mày không thích ai à? Đấy, xong nó bảo là không. Thế sao mày không thích tao? Thế mày thích mẹ tao luôn đi, hay là kiểu như là xa tận chân trời gần ngay trước mắt mày thích tao luôn cũng được. Hay kiểu các bạn sẽ nói về cái thái độ bình thản, nhưng mà các bạn lại cứ cậu có thích tớ không? Đấy, kiểu bắt đầu nghiêm túc với cả bắt đầu kiểu toát mồ hôi đít thì làm sao mà hỏi được, đúng không? Cái thái độ nó quyết định khá là nhiều. Ví dụ như các bạn nói chuyện theo kiểu nửa đùa nửa thật thì người ta cũng không đoán được, người ta cũng không kiểu như là không biết được là bạn có thích người ta hay không ấy. Nếu mà bạn muốn giấu á thì bạn phải có cái thái độ như thế. Chứ còn các bạn cứ kiểu mẹ vừa nói vừa run rồi mồ hôi đít thì toát ầm ầm ấy thì làm sao mà ấy được, làm sao mà nói được, làm sao mà hỏi được, làm sao đủ can đảm để hỏi, đúng không? Hỏi theo kiểu đùa hài hước ấy thử mấy lần là biết rồi á. Đúng rồi, thử vài lần là nhìn cái thái độ của người ta là mình biết mà, gì đâu. Ví dụ hỏi hài hước bạn có tình cảm với mình không, cho mình mượn 5 củ. Đấy, đó, hợp lý, kiểu ơi. Tao hỏi thật nhá, mày có thích tao không? Đấy, xong rồi nó bảo là không thì bảo là tưởng là mày thích tao rồi tao mượn mày 5 củ ấy, kiểu ấy, đúng không? Hợp lý, trời ơi, cái 10 điểm lý thuyết thì đã thực hành được chưa hả Danh? Cái vơ nhờ 10 điểm á? Thế mà quá hợp lý, cầm tiền đi chơi với crush á? Ok, lửa má gì á? Cầm tiền đi chơi với crush. Thôi ơi, bài này xứng đáng cho vào sách giáo khoa á. Nhưng mà vấn đề là các bạn phải diễn được cơ, các bạn phải kiểu thái độ, các bạn phải thờ được cơ. Giờ bạn thích người ta thì các bạn sẽ không dám hỏi đâu, các bạn sẽ kiểu bị buồn rủn, các bạn kiểu vừa nói vừa run. Sao mà làm được? Kiểu gì nó chả bảo không á. Không thì thôi, mình cũng biết kết quả rồi. Mình đâu có hỏi câu đấy để nó đồng ý yêu mình đâu. Mình hỏi câu đấy để thăm dò, để xem mà nó có yêu mình không, nó có thích mình không. Đức đầy hay đấy. Bà có biết cái danh hiệu chiến thần hủy diệt tình cảm của bà sắp đạt đến mức cảnh giới chưa hả? Là sao? Rồi dạo này mình làm mình trả lời nhiều câu hỏi với cả làm nhiều video mà nó ít phá hoại hạnh phúc gia đình người khác lắm mà. Không phá hoại như ấy quá. Ý là ít đốt nhà lắm mà, đúng không? Tình cảm vãi. Trời ơi, có rất là nhiều video kiểu hỗ trợ các bạn tán gái, tán trai. Rất là nhiều video củng cố niềm tin cho các bạn trong cái trên con đường chinh phục crush mà các bạn nói cái gì vậy trời ơi. Mình tâm huyết như thế, mình gọi là hết lòng như thế, nói gì vậy? Báo con chưa trải đời nhưng tự tin có thừa. Hello chị Nắng, sau 2 tuần kể từ cái vụ em bị đổ oan về vụ hút thuốc lá điện tử lần trước em đã kể qua nhưng bị chị bơ nên em sẽ kể đoạn tiếp theo, tiếp sau. Sau khi em tìm bằng chứng thì em đã bí mật gửi cho cô chủ nhiệm và 3 ngày sau em đã được giải oan. 5 thằng đã bị em cho chết một phát bất ngờ và bọn nó không có một chút phòng bị nào. Nên là sáng thứ 2 bọn nó bị nêu lên giữa trường. Chuyện không dừng lại đấy, em còn đề cập về chuyện bọn nó buôn bán thuốc lá điện tử trong trường. Nên là bọn nó đã bị chuyển trường. Lúc ý em vui cực kỳ luôn ý. Và em cũng xin đề cập thêm là bọn nó bị cho xuống lớp 8. Em cảm ơn chị đã đọc ạ. Ok, chị đã đọc xong câu chuyện của em nhé. Nhưng mà em không sợ bị trả thù à? Mình không biết mọi người xấu như thế nào, chứ mình kiểu như là mình cảm giác là Tức là người ta xấu thì người ta có xấu, nhưng mà mình làm mọi chuyện nó cũng nên gọi là khéo léo với cả nghĩ đến hậu quả một tí. Okay. Cái lúc mà mình kiểu như là mình bóc mẽ chúng nó ra các thứ ra thì có thể là mình hả hê đấy, nhưng mà mình cũng phải nghĩ để sau đấy, ví dụ như là những cái thằng mà nó kiểu như là bình thường nó nghịch ngợm, chúng nó chơi bời, chúng nó kiểu phá phách, chúng nó không sợ trời không sợ đất gì, thì mình cũng phải nghĩ đến cái trường hợp là chúng nó có thể cầm phóng lợn để xiên mình chứ, đúng không? Chứ mình làm sao mà mình làm một việc mà không suy nghĩ đầu đuôi được. Chị cảm thấy là em hơi liều ấy. Đúng là các bạn ấy sai, nhưng em hoàn toàn có thể bóc mẽ bằng cách là kiểu như là làm nó âm thầm thôi, hoặc là nhờ sự trợ giúp của ai đấy nữa. Mình kiểu như là gửi chứng cứ một cách âm thầm và yêu cầu là đề nghị là thầy cô các thứ giữ bí mật cho. Chị nghĩ là thầy cô sẽ giữ bí mật để bảo, để khi mà em có lý do là em sợ là kiểu để họ để lại hậu quả, hay là người ta sẽ, các bạn ấy sẽ để trong lòng rồi thù hằn em, rồi là trả thù các thứ. Khi mà em nói như thế thầy cô sẽ giữ bí mật cho em. Chứ em cư xử với em làm mọi thứ mà không nghĩ trước nghĩ sau như thế thì rất là dễ là có hậu quả luôn. Mà ở cái tuổi hiếu thắng thì không biết là nó sẽ làm cái gì đâu. Nhất là những cái thằng mà nó còn đấy, nó như em kể đấy, và nó còn dám làm này làm cái kia thì không biết nó sẽ làm gì em luôn. Mình không biết được, nhưng mà
mình thường sẽ nghĩ đến những cái tiêu cực, bởi vì là mình hay lo xa. Giống như mình nói mọi người đấy, ví dụ như là thấy một cái vụ ẩu đả mà kiểu quá đông người mà mình không đủ sức để can thiệp thì mình nên đi tìm sự trợ giúp, chứ không phải là mình cứ thế mình anh hùng hảo hán xong mình xông vào mình đấm đá rồi mẹ mình chết theo luôn. Nói chung là mình xử lý mọi thứ mình cần phải thông minh với cả cẩn thận lên một tí, chứ không thể cứ thích là làm. Mặc dù là cái mục đích của mình làm là nó không phải nó tốt đấy, nhưng mà cái cách mình làm nó có thể là nó chưa đúng, nó dám chém mày luôn đấy á. Nên là đừng kiểu như là chỉ làm vì cái thời điểm đấy mình thích, mình muốn làm thì mình làm thôi. Mình là cái đứa có cái xu hướng mà nghĩ kiểu hơi tiêu cực một xíu, nhưng mà mình nghĩ là do là mình nghĩ cẩn thận nên là mới thế thôi. Đúng. Em có suy nghĩ mà chị nếu bọn nó mà đến nhà em phá thì đồn công an ngay cạnh nhà em mà chị ạ. Ôi ôi em ơi, nó lại không nhìn thấy cái đồn công an nhà cạnh nhà em á. Nó lại cầm phóng lợn đến tận nhà em, nó mở cửa ra nó chạy vào, mày ơi tao xiên mày cái không. Nó sẽ canh cái lúc em đi chỗ khác, cái lúc mà em kiểu như là sơ hở. Trời ơi, nó đông như thế. Nó không khác gì cái việc là em đi ngoài đường xong rồi là có một thằng nó va vào xe em, xong em cãi lý với em kiểu như em quay lại em chửi nó, em đánh nó. Đúng là cái việc là sai là người ta sai, nhưng mà em vẫn có thể chịu hậu quả, em hiểu không? Em mà em nghĩ như thế là sai rồi á. Em hơi tự tin rồi. Bọn nó sẽ không cầm phóng lợn đến thẳng nhà em xiên đâu, rồi để cho cảnh sát công an ở bên cạnh nhà em đến nhà em đâu, mà nó sẽ canh cái lúc mà em đi ra ngoài đường ấy, cái lúc mà không có ai bên cạnh em ấy. Trời ơi, không hiểu sao mà lại nghĩ như vậy luôn, em tự tin quá rồi. Chúng nó có não mà chúng nó ngu đâu, đúng không? Giống như là kiểu đợt trước mình có đi với bạn mình, xong rồi đi ngoài đường mà kiểu nó đi rất là... À không, nó thì vẫn đi đúng luật thôi, nhưng mà nó không né người khác. Mình mới bảo nó là đi cẩn thận vào né đi, chứ nó bảo là cái người kia đi sai mà. Tức là bạn mình nó sẽ cãi mình là tại cái người kia đi sai nên là mới suýt ba quẹt vào nhau. Tức là nó không có tránh luôn ấy, nó nghĩ là cái người sai thì phải tự tránh. Thế mình bảo nó là nhưng mà nếu mà đâm vào nhau thì mình vẫn là người đau, mình vẫn là người chết, mình vẫn là người tai nạn. Thế nên là mình không thể kiểu như là cứ bắt người khác phải lúc nào cũng đúng được. Làm sao mà mình kiểm soát được, người ta không có quan tâm đến điều đấy, người ta kiểu người ta cứ làm mọi thứ kiểu không có cẩn thận ấy. Người ta đi người ta vẫn lạng lách, nhưng mà mình không thể bởi vì là người ta đi lạng lách mà mình cứ đâm thẳng giữa đường được. Người ta sẽ quẹt vào mình, đúng không? Mình phải tránh chứ, mình phải lo cho cái thân của mình chứ, làm sao mà mình bắt người ta lo cho cái thân của mình được, đúng không? Ấy mà mình rất là tức cái trường hợp đấy luôn. Mà mình đi với bạn mình mấy lần rồi mà nó vẫn như thế, mà nó vẫn cãi là kiểu do người ta đi sai. Ừ, biết là người ta đi sai rồi, mình không có nói là người ta không đi sai, biết là người ta đi sai nhưng mà mình lo cho cái thân của mình đi. Mình vẫn phải cẩn thận cho cái thân của mình đi. Mình thấy người ta đi ẩu thì mình phải tránh ra, chứ không phải là cái đường mình thì mình cứ đi được. Đường mình thì mình đi đấy, nhưng mà người ta tông vào thì mình vẫn là người đau thôi, vẫn là người chết thôi. Nhưng mà nó cứ cãi mình ấy. Cái trường hợp đấy không khác gì của em cả. Chị biết là em lúc đầu em không sai, nhưng mà em cư xử như thế thì khả năng là hậu quả em sẽ phải gánh á. Còn trẻ con quá chưa nghĩ đến hậu quả vậy thôi. Với cả em phải nghĩ đến những cái trường hợp xấu, ví dụ như là chúng nó canh, chúng nó trả thù hay gì. Đến lúc mình có bị làm sao thì bố mẹ mình khổ, gia đình mình khổ, đúng không? Chứ làm sao mà mình kiểu như là mình cứ chờ người ta lo cho mình, nó không lo cho bản thân nó đâu em ơi. À em quên chưa kể bọn nó đã bị công an bắt cho vào trại giáo dưỡng hết rồi nên em mới bớt lon một chút ạ. Rồi nó mà em phải biết là khi mà hậu quả nó gánh càng nặng thì cái thù hằn của nó càng sâu đậm ấy. Em cũng phải nghĩ đến trường hợp đấy nữa, đúng không? Có nhiều người ta em xem mấy cái bộ phim mà người ta đi tù, trong tù người ta nghĩ đến cái phương án trả thù chưa? Em xem chưa? Kinh không? Ta nuôi cái suy nghĩ trả thù ở trong tù mấy năm liền ấy. Rồi ôi ghê không? Trời ơi. Nói chung là đừng chủ quan, chị nghĩ là sống thì không nên chủ quan. Má nó về nó không sợ cái gì luôn. Thôi, chẳng may mai kia yêu phải anh em nhà nó thì bỏ mẹ mày á. Thôi, cứ dọa nó khổ.